Trong bối cảnh xảy ra các sự cố liên tiếp gần đây giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu Philippines ở Biển Đông, có một diễn biến đáng chú ý tuần này, ngoại trưởng Ấn Độ S. gặp người đồng cấp Philippines Enrique Manalo ở Manila hôm ngày 26 tháng 3. Ngoại trưởng S. nói Ấn Độ kiên quyết ủng hộ Philippines bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình và muốn khám phá các lĩnh vực hợp tác mới, gồm cả quốc phòng và an ninh. Tuyên bố của ông S. Chashanka ngay lập tức đã khiến Trung Quốc nổi giận. Báo Trung Quốc cũng đăng bài bình luận với dòng điệu chỉ trích Ấn Độ. Một ngày sau đó, Thời báo Hoàn Cầu đăng bài bình luận với dòng tích Ấn Độ ngây thơ can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Thời báo Hoàn Cầu lập luận việc Ấn Độ can thiệp vào vấn đề Biển Đông là không khôn ngoan. Các tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines không liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào. Cái gọi là sự ủng hộ của Ấn Độ chẳng qua chỉ là bắt chước và điều này sẽ chỉ khiến Ấn Độ giống một kẻ đi theo Mỹ. Tờ báo này nói thêm việc Ấn Độ can dự vào vấn đề Biển Đông còn khiến vấn đề biên giới Trung Ấn phức tạp hơn. Gần đây xảy ra một loạt sự cố giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu Philippines ở Biển Đông. Hôm ngày 5 tháng 3, tàu hải cảnh Trung Quốc va chạm với tàu tuần duyên Philippines và phun vòi rồng vào tàu tiếp tế Philippines khi Manila làm nhiệm vụ tiếp tế cho quân nhân của họ ở bãi cỏ mây. Ngày 23 tháng 3, tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp tục dùng voi rồng tấn công tàu tiếp tế Philippines. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington giữ vững cam kết bảo vệ đồng minh Philippines nếu Manila bị tấn công vũ trang ở Biển Đông. Thông tin chi tiết hơn mời bạn đọc theo dõi thêm trên trang tuổi trẻ.vn.